Thưa quý vị, kết quả thử nghiệm vaccine phòng ngừa virus COVID-19 trên động vật tại nước ta đã cho kết quả tốt khi hai lô mẫu huyết thanh được tiêm trên 50 con chuột được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá cho thấy là các mẫu này có tính sinh miễn dịch, trong đó thì có mẫu có tính sinh miễn dịch cao. Đây được xem là tiền đề, là cơ sở để công ty vaccine và sinh phẩm số 1 ViaBiotech tiến hành các giai đoạn tiếp theo trong việc là phát triển thành vaccine hoàn chỉnh. Với kết quả này, Vây Biotech đã vượt tiến độ 2 tháng của giai đoạn 1 dự án, một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Hai lô chuột là tiêm trên chủng hoang dại, còn 8 lô chuột còn lại là tiêm trên chủng của vaccine. Và trong 8 chủng như vậy thì đã có 4 trên 8 chủng là đã tạo được miễn dịch. Và cái tạo được kháng thể miễn dịch này thì để đánh giá cái kháng thể miễn dịch có khả năng bảo vệ hay không thì là những cái nghiên cứu tiếp theo. Theo Vây Biotech, kết quả khả quan này cho thấy việc lựa chọn mô hình động vật và vùng kháng nguyên đã đi đúng hướng, vì không phải loài chuột nào cũng có đáp ứng miễn dịch với kháng nguyên của virus SARS-CoV-2. Đơn vị này cho biết giai đoạn phát triển vaccine dự tuyển thành vaccine thực sự trên quy mô hàng triệu liều là khó khăn nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bước nữa là chúng ta đánh giá lại trên động vật. Mà cái bước này thì không phải chỉ là đáp ứng miễn dịch không, mà phải là đánh giá hiệu quả bảo vệ. Tức là chúng ta làm sao mà chúng ta thử thách cái động vật đó bằng chính các cái chủng virus hoang dại mà nó không gây bệnh ở trên động vật. Thì khi đó chúng ta mới đến cái bước cuối cùng là hoàn toàn chúng ta có đủ các cái điều kiện để tiếp tục thử nghiệm trên người. Nhóm nghiên cứu có khả năng tiếp cận được nhanh, và đối với phát triển vaccine COVID này thì nhóm có những cái nền tảng công nghệ, tốc độ phát triển và nghiên cứu là đạt được những cái kế hoạch đặt ra ban đầu về cái tiến độ. Dự kiến vaccine này sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên động vật ở bước tiếp theo trên quy mô lớn trước khi có thể sử dụng cho người. Kết quả này đã mở ra hy vọng ra đời thương hiệu vaccine COVID-19 Made in Việt Nam vào đầu năm 2021. Thưa quý vị, tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn về cơm áo gạo tiền, thậm chí là chật vật hơn khi trong nhà có người bệnh, nhưng câu chuyện vượt khó vươn lên của gia đình bà Nguyễn Thị Chi tại xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khiến nhiều người nể phục, bởi bà đã tự làm đơn xin thoát nghèo, nhường lại hỗ trợ cho người khó khăn hơn mình. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Khoảng năm 2010, chồng bà Nguyễn Thị Chi bị mắc nhiều căn bệnh cùng một lúc, không có tiền chữa trị. Cuộc sống gia đình rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, nên chính quyền địa phương đã xét công nhận hộ nghèo. Qua phấn đấu làm lụng, hiện bà đã đủ trang trải trong ngoài. Hơn nữa, bệnh tình chồng bà cũng thuyên giảm. Năm 2018, bà Chi đã cất được căn nhà theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019, bà tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Ở đây thì như có những người mà người ta có điều kiện, người ta bằng khá hơn mình đó. Người ta được nhà nước cho thoát nghèo hết rồi, còn mình ơn mình lợi thì thấy thôi bây giờ cũng xin thoát nghèo đi, rồi để nhường cho những chị em nào mà người ta còn khổ hơn mình nữa đó, để cho nhà nước quan tâm những chị em đó đi. Thì đối với cô Chi là một trong những hộ là rất có chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo, là không có trông chờ ý lại sự cái hỗ trợ của nhà nước. Thì đối với cô là rất có cái ý thức trong cái tạo dựng cái cuộc sống gia đình. Dẫu không phải quá ổn định, thế nhưng gia đình bà Chi đã tự nỗ lực chối từ những quyền lợi nhường lại cho người khó khăn hơn. Theo bà Chi, đây cũng là cách tri ân những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã giúp đỡ trong thời gian bà còn nghèo khó nhất.